Xin chào mọi người. Như vậy là sau nửa tháng gạo không được gặp ba thì hôm nay ba đã có mặt vào đúng cái ngày cuối cùng của năm. Nên là hôm nay thì vợ chồng mình đã quyết định là sẽ đưa gạo đi đi chơi. Gạo ơi. Gạo ơi. Hôm nay sẽ quyết định là đưa gạo đi đi chơi để xem là trong cái ngày cuối cùng của năm này thì gia đình gạo sẽ đi những đâu và sẽ có những cái hoạt động gì mọi người nha. Rồi bây giờ thì let's go. Sau nửa tháng không gặp ba nhưng mà gặp lại ba thì vẫn không có lạ ha. Cười nói vui vẻ bình thường. May quá. Ba tranh thủ mấy ngày được nghỉ là quay về liền để gặp gạo, đen chơi với gạo. Cứ sợ là không nhận ra gì. Trời, ba đen ghê luôn kìa. Bình thường đã đen rồi, giờ là còn đen hơn gì nữa. Xuống còn phơi nắng nữa. Yeah. Đây, ngày đi chơi ha. Ngày sẽ được đi đâu đây? Sẽ nhìn cái màn hình mà chăm chú câu mặt câu có vậy con. Ôi trời ơi, ghê vậy. Mọc răng gạo đang mọc hai cái răng trên, cho nên là chắc đang ngứa nấu lắm. Bị cắn quá trời luôn á. Trời ơi, gạo ơi sao con kỳ quá, giờ này con hay cắn mẹ quá à. Đau là đau luôn á. Thấy đồ sao chuyện gì à. Ngồi xuống nè bạn ơi. Có bánh rồi, ngồi ăn nghiêm túc đi nha, đợi tới nơi nha, tới nơi rồi mình đi chơi nha, đi lòng vòng chơi nha. Ngồi sát đi, ngồi sát đi. Tiếp tục đi ra trung tâm thương mại đi lòng vòng để mà cho ba đi mua sắm đánh giày ha. Rồi sau đó thì sẽ đi ăn tối cùng với lại ba mẹ. Sau rất là nhiều ngày không có gặp cả gia đình, không có được ngồi ăn chung với nhau thì bây giờ là mình sẽ ăn buổi tối cuối cùng nha, tiễn biệt năm 2020. Bạn ơi, bạn đi shopping gì vậy hả? Bạn đi mua gì đó? Bạn có mua gì không? Hay là bạn chỉ đi coi thôi? Bạn đâu có tiền đâu mà mua, đúng không? Bạn là chỉ đi window shopping thôi phải không bạn gạo? Bạn đang làm gì vậy? Ôi, hôm nay mặc đồ đẹp quá trời luôn nè. Có con gái nào mà ngồi vậy không mọi người? Tuột cái mông xuống dưới luôn á. Gạo ơi gạo, con có thể ngồi đàng hoàng cho mẹ được không? Té nha gạo nha. Gạo chọn đồ cho ba hả? Gạo chọn cái nào cho ba hả? Gạo chọn cái nào cho ba, gạo chỉ cho mẹ đi. Cái nào? À cái đó hả? Rồi gạo có tiền mua không? Có tiền mua cho ba không? Có tiền mua cho ba không hả? Sao ngó lơ rồi hả? Thôi vậy thôi con chọn thôi ha. Đó nữa, lại ngồi đó. Mẹ vừa mới chỉnh lại cái dáng ngồi của con luôn á. Gạo, trời ơi trời. Gạo ơi. Đó kìa, ghê chưa? Chắc phải hả, ràng cái dây lại thôi. Gạo. Rồi đây, đi tiếp nè. Rồi, sau khi đi trung tâm thương mại chơi thì bây giờ gạo sẽ được đi ăn tối cùng với lại ba mẹ. Giờ người ta lớn rồi là người ta được ngồi chơi chọn món luôn nè. Rồi, gạo ăn gì? Gạo ăn gì đây? Món nào mẹ? Mời quý khách chọn. Món này. Món gì? Món này. Món nào? Ủa, chưa chọn mà nói, mang đem lại coi. Dỡ lại được rồi. Khách dỡ lại đi. Mời quý khách chọn. Mọi người có một cái thực đơn cho mọi người. Để gạo chọn vậy thôi chứ khi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo cái gạo rồi. Ăn gì vậy gạo? Bình tĩnh nè. Mình mở thực đơn từ từ.
từ thôi, đây mẹ mở cho gặp nha. Đây ăn gì? Ồ, ngon quá trời. Úi trời ơi, trời ơi. Rồi gà mở. Bây giờ mình chọn món nha. Đồ ăn ở đây khá là đa dạng nha mọi người. Đây, có hào, salad, có bẹm, có nghêu, là hải sản đó. Wow, có nhiều sốt ha. Kiểu là hải sản nè, có cua, cua tuyết, mực, ghẹ, trứng cuốn hành đế, nêu hai còi. À, có cả cơm, là mì. Lần đầu tiên đi ăn ở quán này luôn á. Có lẽ là hôm nay là định đi ăn buffet, nhưng mà đặt chỗ trễ quá nên là mới quyết định là chọn một cái chỗ ăn mới. Thì đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng đi ăn luôn. Với lại tối nay nghe nói là ở đây sẽ có live music, nhạc sống, nên là sẽ vừa ăn vừa được nghe nhạc sáp cho bạn gái trải nghiệm luôn. Tôi bây giờ mình gọi ba nha. Lạnh quá. À quên nữa, có đem đồ ăn cho gạo mà. Bây giờ mình sẽ hâm đồ ăn cho gạo nha. Ghê chưa? Đi ăn, đúng rồi, đi cột lại. Đó, người ta đi ăn, người ta có hẳn cả cái tập về. Mặc dù là không ăn những cái món ở trong đây, nhưng mà vẫn ăn mặc rất là nghiêm túc và chỉnh tề nha. Rồi, nhìn ta lớn chưa? Sao vậy ạ? Không chịu. Không chịu, trời, đứt luôn rồi. Cảm ơn em. Thôi để trên bàn thôi nha. Cũng không chịu luôn. Cua nè. Ghê chưa. Khách ơi, sao quý khách khó chịu vậy? Hả? Chung khách khó chịu và khó chịu vậy. Bây giờ mình phải đeo cái này vô nè, để mình ăn mình không có bị rớt trúng đồ, dơ đồ đó. Hà, đồ ăn hả? Ok, bây giờ phục vụ ăn nha. Món ăn đặc biệt, đầu bếp riêng làm, nhưng không có trong menu nha mọi người. Trời ơi, nhiều chuyện rồi. Thái độ ăn uống à. Dạ, qua đây nè, qua đây với mẹ đi. Mọi người có thể coi đó là xin chào nghe lời chào của gạo. Lát bye bye xong nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn tối với nhà gạo nha. Bữa ăn cuối cùng năm 2020 kết thúc năm rồi. Đây, con nè. You are when you stand by me. Oh, I stand by you.
này không? Ăn sao là làm rớt chiếc giày, chiếc hài luôn. Dạ ngồi làng hoàng lại đi. Rồi ngồi thưởng thức âm nhạc nè. Đó ngồi thưởng thức âm nhạc hết đi rồi đi về nha. Ok. Chú xin gạo cái nơ rồi gạo cho chú đi, cho chú cái bông đi, cho chú cái bông trên đầu không hả? Cho chú cái bông trên đầu không hả? Chú xin cái bông trên đầu á cho không? Ừ. Đó vậy là bạn gạo đã được đi chơi và đi ăn tối với lại ba mẹ xong rồi. Bây giờ thì gạo đã về nhà. Lúc này thì đã được lau người, thay đồ rồi, đang nằm chơi. Đợi sữa nguội tí xíu rồi gạo sẽ bú sữa xong rồi gạo sẽ đi ngủ nè. À nhưng mà trước khi đi ngủ thì còn một cái màn rất là thú vị nữa, đó là mẹ sẽ tặng cho gạo một món quà nha. Cả hai mẹ con mình cùng mở quà. Món quà kết thúc năm. Để xem là bạn gạo sẽ nhận được món quà gì nha. Mở quà. Bây giờ ba mở phù gạo nha. Cầm đi nè, cầm đi nè. Kéo lên. Noel gạo không có quà rồi nên bây giờ là kéo lên. Chuẩn bị bước qua năm mới, tạm biệt năm cũ. Đây là món quà ba mẹ làm tặng cho gạo. Đây sẽ là gì đây? Gạo cầm đi đây. Cầm lên, kéo lên, kéo lên. Ủa cái này quá kỹ quá sao mở. Rồi ba lột cái băng keo đó ra đi. Băng lột băng keo đi lại nha. Đây. Cầm lên nè. Cầm lên. Kéo. Có cái gì của bạn đây nha. Đây. Thêm một cái gì nữa vậy? À, cái hộp đồ chơi phải không? À không, từ từ, đợi tí. Anh lấy cái kéo này nè, cắt cái miếng đi. Ơi, đây một cái rồi nè. Rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Đồ chơi gì đây? Yeah. Ồ. Yeah. Yeah. Cái gì đây kìa? Ơ, dạ có đồ chơi mới rồi nè. Đây, rồi nè. Hả? Ừ, dạ có đồ chơi mới rồi. Đây là đồ chơi của gạo nha. Để bà coi lên nó mở lên sao. Phải có pin mới được. Này chưa có pin. Ừ. À, có mở cái này. Rồi. Cái hơi bị xịn xa lắm. Ngồi gạo nhìn nè. Đây là gạo. Ngồi xuống làm coi, ngồi xuống làm coi. Sao gạo ngồi xuống gạo làm tử cho mẹ coi coi. Làm tử đây. Đúng rồi đó. Cô cầm đây nè, bạn lên nè. Bắn lên nè. Bắn lên nè. Rồi. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Rồi. Ok, nó như vậy là đã có một món đồ chơi mới. Tạm biệt năm cũ, chuẩn bị bước qua năm mới. Năm mới mình chơi vui nha. Cái này là phải bỏ pin vô rồi, chưa có pin. Đồ chơi này hơi khó đó nha. Nhưng mà đây sẽ là đồ chơi để giúp gạo học rất là nhiều kỹ năng đó, để phát triển được khả năng vận động tinh của mình nha. Đồ chơi đòi hỏi rất là nhiều sự khéo léo mới có thể chơi được. Hy vọng là gạo sẽ chơi món đồ chơi này lâu nha, chứ đừng có đập nó nha gạo nha. Gạo mẹ con là hay đập đồ lắm đó. Ừ, mặt nghiên cứu chứ sao chứ. Không biết chơi không chứ mặt nghiên cứu thì sao chăm chú ghê chứ. Ừ đúng rồi. Đủ cái gì vậy? Mặt chăm chú ghê chứ mọi người.
Cảm ơn anh. Trong đó có gì không ba? Không. Em có trống. Ủa vậy hả? Hết rồi. Có này là cái gì ta? À đây nè, mấy cái để bỏ mấy này vô đây nè. Bỏ cái hình khối vô đó. Mà sao nó có mấy cái hả trời? Đúng rồi, nó có 4 cái, 4 cái này đúng rồi nè. Mày tưởng là nó sẽ có nhiều cái chứ. Thì nó sẽ bỏ đây nè. Đó. Hình gì đó. Yeah. Đây nè, con bỏ ra đây coi. Cái hình này bỏ đâu? Rồi bỏ coi. Bỏ vô. Chờ bỏ được đúng chết liền luôn á. Đây nè, bỏ đây nè. Bỏ đây nè. Bỏ đây nè, cái này nè. Nhớ nha, ba chỉ một lần thôi, cái này bỏ đây nè. Nhấn vô. Nhấn vô. Rồi. Cái này nhấn vô. Rồi, đúng rồi. Cái này là phải bỏ đây nè. Hình tam giác. Nhấn đây vô. Yeah. Cái này là phải cái này mới được nè. Nhấn đây vô. Nhấn vô. Nhấn vô, gạt nhấn vô, gạt nhấn vô. Nữa, mạnh lên. Nhấn vô, cái này nhấn vô. Yeah. Rồi. Màn khui quà đến đây kết thúc. Bây giờ thì mình sẽ đi bú và đi ngủ thôi. Đi ngủ xong rồi đợi tới gần 12 giờ mình thức dậy mình coi pháo bông ha. À, pháo bông chào đón năm mới ha. Ok. Mọi người ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức là chào tạm biệt năm 2020 và chào đón một năm mới 2021. Bây giờ thì bạn Gạo đang ngủ rồi. Nhưng mà hôm nay vì là một ngày đặc biệt, cũng như là Phi với lại anh Tuấn cũng rất là mong muốn là cả gia đình sẽ cùng nhau xem pháo hoa, nên là bây giờ mình sẽ đánh thức Gạo dậy nha. Rồi bây giờ vào trong nha. Không, có cái đèn này nè, để mày bật cho. Ủa, bạn Gạo vẫn đang ngủ rất là say sưa, tội nghiệp ghê. Mà thôi, nằm ngủ ra, cái Tuấn ngủ kìa. Mà thôi hôm nay phá lệ sẽ đánh thức dậy nha. Ồ, đang ngủ ngon hả? Bị gọi dậy hả? Ồ, đang ngủ ngon bị gọi dậy hả? Vậy không? Muốn dậy hay là ngủ tiếp? Vậy thì lên bàn. Chào bàn. Vậy không? Mình dậy cả nhà mình cùng xem pháo hoa nha. Nha, mình dậy cả nhà mình cùng đợi xem pháo hoa nha. Đây, bây giờ mình sẽ đẩy cái củi này qua. Lý do mà quyết định là cho bạn Gạo thức dậy bởi vì là kể từ khi mà dọn về ở cái căn nhà này cũng là một có mục đích hết. Vì là cái view phòng ngủ của hai vợ chồng mình á là nhìn ra xa là ngay Bitexco với Landmark luôn mọi người, cho nên là trời ơi, không cần phải đi đâu xa, không cần phải chen chúc xô đẩy hay là chờ đợi mệt mỏi ngoài kia, ở nhà mở cửa sổ thôi là cũng có thể xem được pháo hoa rồi. Bây giờ thì cùng chờ đợi nha. Chắc là còn khoảng tầm 5 phút nữa mới bắn pháo hoa. Trong lúc đó thì chắc là đợi cho bạn Gạo bạn ấy tỉnh ngủ tí xíu. Ôi tội nghiệp quá. Cho em miếng nước đi. Con uống nước nha, con uống nước nha. Gạo uống nước nha, đợi mẹ tí nha, mẹ đi lấy nước cho Gạo nha. Kỳ quá, người ta đang ngủ ngon lành, cái bắt người ta dậy. Không biết là người ta có coi được pháo hoa không á chứ. Vì pháo hoa ở xa quá trời xa. Nhưng mà thôi, vì hả, vì thấy là cái việc là mỗi năm chờ đợi đến cái ngày này cũng chỉ có là một năm chỉ có một lần bắn pháo hoa thôi. Năm đầu đời của em nè. Đúng rồi. Nên là ông muốn giữ lại, cứ mỗi năm sẽ cố gắng là cứ đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ cả nhà sẽ cùng xem pháo hoa với nhau. Vì hình như là Tết ta của mình cũng có bắn pháo hoa đúng không ba? Nhưng mà do là mình đi về quê rồi đâu có xem được, cho nên là tranh thủ đợt này mình phải xem cùng nhau thôi. Bây giờ là 23:59 rồi, còn một phút nữa thôi là sẽ có pháo hoa. Bây giờ chắc là mình sẽ phải tắt cái đèn đi để mình nhìn thấy pháo hoa nó rõ hơn nha mọi người nha. Tắt đèn cái nha. Năm ngoái như là hai vợ chồng mình cũng ngồi đây coi phải không ba? Ý kìa, pháo hoa rồi kìa. Gạo ơi, kìa. Anh làm kìa con. Quá. Ở xa quá không biết bạn Gạo thấy không nữa. Kìa đó, pháo hoa đẹp ra chưa kìa. Woo, Happy New Year. Happy New Year. Quá đẹp quá.
Chắc là cái clip đến đây là kết thúc, để cả gia đình sẽ cùng tận hưởng cái giây phút này bên nhau. Chứ nếu mà quay hết thì dài lắm mọi người ơi. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái clip này của vợ chồng mình cũng như là gia đình nhà gạo nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Happy New Year mọi người nha. Gạo Happy New Year mọi người đi con. Bye bye thì bye bye thì gạo. Bye 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 bye. Đang ngáy ngủ lắm. Rồi cho con xem nha.